Ui. Dung. Dùng khỏe lắm. Hai con su cơ này dùng ác chiến luôn. Cái lại. Đấy. Bây giờ thì là chọn cái tông đơ nào mình thích. Thì với tôi sẽ chọn cái loại có dây. Bởi vì theo kinh nghiệm cá nhân tôi, loại có dây nó sẽ ok hơn. Thì sau một thời gian thì tôi đã nhận cái sản phẩm tông đơ về. Đấy, giá cả này nó thì nó chỉ hơn 100 ngàn thôi. Căn bản là so với các cái shop khác người ta bán ấy, cùng một loại sản phẩm ấy, thì cái loại này, cái đơn vị này, nhà này ấy, nó bán là thấp nhất. Đơn giản là nó bán thấp nhất. Thì tôi sẽ mua cái sản phẩm này về. Sau đó là xem cái nhà Trung Quốc, các bạn lưu ý là giữ cái thông tin ở trên cái đơn nhá. Trong trường hợp mà nó có vấn đề gì cái mình có thể là gửi hoàn lại. Vấn đề gửi hoàn lại nên mình nên là rất là khá là cẩn thận trong cái việc là mở cái nắp. Đấy, lúc đến tay là nó chỉ rách cái này rồi. Nói chung là nó không cẩn thận lắm. Ngoài bọc cái xốp ở trong thì bọc cái xốp ở trong nó chả có cái gì cả. Cảm giác nó không cẩn thận lắm ấy. Về nó văng quật này nọ rất là có thể bị hỏng. Cũng rất là cúi là mở ra nó nhẹ nhàng ra. Rồi. Đấy, có miếng xốp bé tí, cái mút mọc dính ấy. Tháo luôn nó ra. Đấy. Nhẹ nó đấy. Đó. Cái mã sản phẩm nó. Màu đen SK5602 ấy. Rồi. Đây, mở nốt mấy cái này ra. Rồi. Xem xong có gì không. Phụ kiện này. Đây tôi được. À, có dây. Nhìn ở trong cái bao bì tưởng không dây mà hóa ra có dây. Rồi, đây tôi được đây. Nó cho cầm một cái xốp nổ đó, đi vào. Không to lắm, phải bé. Mã giống trong hình ảnh. Sau đó mình có thể kiểm tra lại trên cái đơn mà mình đã đặt xem là nó có chuẩn không. Nếu không chuẩn thì mình cũng phải xem xét lại. Đây, ở đây có những gì đây. Các bạn chú ý nha, ở đây nó sẽ có cái cữ nha. Đây là bốn cái cữ. Cữ này là để mình cắt cho nó phù hợp. Đây, cái cữ này là cắt tóc nam là cần nhất này. Cần hầu như cần cái. Đấy, cữ dài hơn này. Rồi. Các cữ, các kích thước khác nhau. Đấy, cần một cái bé nhất và một cái bé thứ hai, cái cữ màu thứ hai. Rồi để tháo này à, xem như nào. Thì hôm tới khi mà mình cắt tóc mình sẽ là quay bạn xem là cái máy này nó khỏe không, cũng như là mình có thể là chia sẻ cái cách tự cắt tóc của mình ở nhà như nào. Wow. Mới đấy, nhìn mới mà.
cũng mới, cơ bản là mới. Đây, nó sẽ bao cái lưỡi nó đấy. Mình sẽ tháo nó ra. Cái lưỡi đấy nó rất là quan trọng nhá. Trong thời gian sử dụng các bạn lưu ý là vệ sinh cái lưỡi này sao cho nó thật là tốt. Đó. Đấy. Cái chốt bên phải kia đưa lên đưa xuống là để chỉnh cái cữ của nó nhé. Cũng là cữ của nó thôi. Cái lưỡi này mỗi lần mà mình trước khi cắt này hoặc là sau khi cắt này mình phải vệ sinh nó sạch sẽ với cái sản phẩm mà tung đơ mini ở nhà như này thì các bạn là có thể là cắt tóc nam hoặc cắt tóc cho con cháu trẻ con ở nhà cũng rất là tiện. Dùng cái loại sợi dây này với các bạn sẽ khỏe hơn, khỏe hơn rằng là so với cái loại mà pin phải nạp. Để sẽ test thử ra là nó sống hay là nó gãy. Gãy thì lại có như sau. Đó. Thì cái này cả cho trẻ con cứ có mấy cữ kìa mình có thể cắt nó cũng rất là dễ, không khó khăn gì. Đưa đưa đẩy đẩy gái cũng gọn. Thì đây. Úi giời. Úi dùng phết đấy. Dùng. Với cùng một sản phẩm thì mình đánh giá là so với những cái loại mà dùng bằng pin ấy thì cái anh này là khỏe hơn so với các dòng nó gọi là huyền thoại. Thì ví dụ như trao bao thì cái này nó không một cái tuổi tác gì cả, cái này chỉ bằng nửa cái trao bao à. Cả về giá với cả về cái ngoại hình, cái trao bao nó to lắm mà nó cầm đầm tay lắm. Đó, mình sử dụng đây là loại dầu này. Dầu này các bạn tra lên trên cái lưỡi nó nhé. Sau thời gian mình sẽ cắt tóc thử xem cái này nó có hiệu quả hay không. Bạn lưu ý nếu mà các bạn muốn mua sản phẩm này thì tôi sẽ gửi cái link ở phía dưới. Các bạn có thể là tham khảo và đặt mua. Nếu mà trong trường hợp mà các bạn chưa rõ vấn đề thì các bạn có thể là inbox cho tôi có thể hướng dẫn các bạn. Đây cái cữ này lắp vào nhá. Đó, tẹt cái. Đấy, mình vài cái sạch đâu rồi. Đấy. Đó, cơ bản là